Hãy cùng Minh Phương và bà Thắng Vàng đồng hành với các cầu thủ bằng cách nhấn subscribe và nhấn chuông bà Thắng Vàng để được nhận thông báo khi có những thông tin mới nhất các bạn nhé. Nhắc đến La Masia, người ta sẽ nghĩ ngay đến Xavi, Iniesta, Puyol, Messi hay Piqué, những cái tên xuất sắc nhất xuất phát từ lò đào tạo trứ danh của Barcelona. Cùng với nhau, họ đã đưa đội bóng xứ Catalan đến với kỷ nguyên thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ với hàng loạt danh hiệu cũng như sự thán phục của giới truyền thông. Tuy nhiên, kể từ sau kỷ nguyên đó, La Masia đã không thể sản sinh ra thêm bất cứ một lứa cầu thủ nào tài năng khác. Chỉ một thời gian nữa, những ngôi sao cuối cùng mà họ đào tạo ra sẽ bước đến bên kia sườn dốc sự nghiệp như Xavi hay Iniesta đã trải qua. Hãy cùng đến với những hệ quả đến với Barca sau kỷ nguyên Lionel Messi nhé! Chính sách chuyển nhượng, đầu tư vào bom tấn. Những năm gần đây, Barca luôn có xu hướng đổ tiền vào thị trường chuyển nhượng để chiêu mộ những bom tấn. Áp lực thành công và danh hiệu khiến cho ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalan không thể kiên nhẫn chờ đợi sự trưởng thành của lứa cầu thủ trẻ. Những Neymar, Coutinho, Dembele hay Luis Suarez lần lượt được đưa về. Và điều này vô tình đã cướp luôn cơ hội thể hiện mình của lứa trẻ lò La Masia. Rõ ràng, dù có thể hiện xuất sắc đến nhường nào, những cầu thủ này cũng khó có thể cạnh tranh được một vị trí chính thức trong đội hình đầy dẫy những ngôi sao của Barcelona và việc họ ra đi cũng là điều tất yếu. Lò xoay cầu thủ khắc nghiệt. Hậu vệ Marc Bartra từng tiết lộ, Học viện La Masia là vùng đất đáng sợ đối với những cầu thủ trẻ mơ mộng muốn một ngày được trở thành như Messi, Xavi, Iniesta mới. Thật vậy, hàng năm lò La Masia đón hàng trăm học viên nhí từ khắp mọi nơi trên thế giới, từ Mexico, Brazil, Đức, v.v. Điều này vô tình tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt giữa các cầu thủ. Lứa trẻ của La Masia luôn phải đối mặt với vô vàn sức ép. Chỉ cần chơi không tốt, họ có thể bị đẩy đi bất cứ lúc nào. Để tồn tại, các cầu thủ trẻ phải luôn nỗ lực hết mình. Thế nhưng tỷ lệ để trở thành một cầu thủ xuất sắc như Xavi hay Iniesta là vô cùng nhỏ, chứ chưa nói gì đến Messi. Không thể trụ nổi ở một môi trường khắc nghiệt như La Masia, các cầu thủ trẻ phải ra đi để tìm kiếm cơ hội phát triển. Và điều này giải thích vì sao mà La Masia không thể sản sinh thêm bất cứ một cái tên nào kiệt xuất kể từ sau kỷ nguyên của Messi, Xavi. Bất đồng với chiến lược phát triển lò La Masia cũng là nguyên nhân chính khiến cho lò đào tạo lừng danh này lụt bại. Chủ tịch Barca, ông Josep Maria Bartomeu đã tiến hành dự án La Masia 360 để thay đổi hoàn toàn lò đào tạo. Thế nhưng, việc bổ nhiệm Albert Soler làm người giám sát dự án đã khiến cho ban lãnh đạo câu lạc bộ mâu thuẫn dữ dội. Cựu giám đốc thể thao Barca, ông Pep Segura không đồng tình với quyết định bổ nhiệm Soler của chủ tịch Bartomeu và dự án trên không thể đi đến đích đến cuối cùng. Cơ sở vật chất. Cơ sở vật chất của lò La Masia đã xuống cấp trầm trọng trong những năm qua. Đó là thực tại đáng buồn đang diễn ra. Thật vậy, nguồn tin thân cận Barca cho biết, một số phòng vốn được quy hoạch cho La Masia đã bị tận dụng để trở thành nơi làm việc cho các cá nhân viên của câu lạc bộ. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ đang sinh sống ở học viện, thậm chí còn không được đảm bảo chế độ dinh dưỡng đúng cách và thậm chí còn dưới cả tiêu chuẩn. Điều này khiến cho họ cảm thấy bất mãn và việc ra đi cũng là điều dễ hiểu. DNA của Barcelona là thứ đã thấm nhuần trong tư tưởng nhiều thế hệ La Masia đời trước. Nhưng đáng buồn thay, điều này đã không còn xuất hiện trong những năm gần đây, mà điều này xuất phát từ những huấn luyện viên của đội trẻ. Rõ ràng, các huấn luyện viên của đội trẻ hiện nay không còn thấu hiểu được DNA của Barcelona, qua đó làm ảnh hưởng đáng kể tới khả năng truyền đạt đến các cầu thủ. Không có DNA Barca, chất lượng cầu thủ của lò La Masia ngày càng đi xuống, và khi chất lượng cầu thủ đi xuống, lò La Masia xuống cấp là điều hiển nhiên phải đến. Đó là quy luật tất yếu mà người Barca phải chấp nhận. Nhưng họ phải chọn cách bước vào thời hậu Messi, bị động và khủng hoảng như Real thời hậu Ronaldo, hay chủ động và có kế hoạch cụ thể như chính Barca thời hậu Xavi. Tất nhiên, công cuộc chuẩn bị cho thời hậu Messi tốn nhiều công sức hơn rất nhiều so với khi Xavi, Iniesta chia tay Nou Camp. Bởi đó gần như là việc xây dựng một đội bóng mới, tạo dựng lối chơi không Messi. Việc mua về Dembele, Coutinho hay Frenkie de Jong không phải là tất cả những gì Barca phải làm. Dấu hỏi lớn nhất cho Barca của tương lai là bản sắc câu lạc bộ liệu có được duy trì. Thế hệ Messi, Busquets, Piqué đã làm tốt điều đó trong suốt một thập kỷ qua, nhưng đằng sau họ là khoảng trống mênh mang. Những cái tên còn lại trưởng thành từ lò La Masia hiện góp mặt trong đội hình của Ernesto Valverde như Sergi Roberto, Carles Alena là quá ít ỏi và mờ nhạt. Lò La Masia đã không còn đặt dấu ấn trong đội hình Barca kể từ sau lứa Messi.
Và nhiều khả năng sau khi ngôi sao người Argentina giải nghệ, Barca cũng đánh mất luôn thành trì cuối cùng của niềm tự hào La Masia. Sẽ là một Barca không thiếu quân tinh nhuệ, nhưng phai nhòa bản sắc từng giúp họ gặt hái thành công trong một thập kỷ có siêu sao người Argentina.